kính chào quý vị đến với bản tin kinh tế ngày 27 tháng 3. Giá dầu vẫn neo ở mức cao khi đòn đáp trả giữa Nga và Ukraine đều nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Mặc dù vậy, có phải Ukraine muốn ngăn quang hoạt động sản xuất dầu của Nga? chuyên gia nói gì về vấn đề này? Trong khi đó, Trung Quốc quyết liệt chuyển đổi mô hình phát triển với mục tiêu hồi sinh dòng vốn đầu tư nước ngoài. Với thị trường trong nước, nắp yêu cầu các công ty chứng khoán tăng cường bảo mật sau sự cố VN Direct bị tấn công hệ thống. Trên thị trường nông sản, một mặt hàng chủ lực của Việt Nam bị siết chặt quy trình kiểm tra gây rủi ro đối với kim ngạch xuất khẩu hàng triệu đô la. Chuyên mục phóng sự kinh tế ngày hôm nay, ngành gỗ trước thời điểm vàng tìm lại đơn hàng. Mở đầu là những tin tức quốc tế. Nguồn tin Reuters cho hay chính phủ Nga đã yêu cầu các công ty giảm sản lượng dầu trong quý 2 để đảm bảo cam kết sản xuất 9 triệu thùng dầu một ngày khi đến cuối tháng 6. Vào cuối tháng trước, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết sản lượng dầu của Nga khoảng 9,5 triệu thùng một ngày. Gần đây, ông Novak cho biết Moscow sẽ cắt giảm sản lượng và xuất khẩu dầu thêm 471.000 thùng trong một ngày trong quý 2 với sự phối hợp cùng một số thành viên của OPEC+. Plus. Cụ thể, trong tháng 4, Nga sẽ giảm sản lượng thêm 350.000 thùng trong một ngày, đồng thời xuất khẩu sẽ giảm 121.000 thùng một ngày so với tháng 3. Đến tháng 5, sản lượng sẽ giảm 400.000 thùng một ngày và xuất khẩu giảm thêm 71.000 thùng một ngày. Trong tháng 6, Nga sẽ tập trung vào việc giảm sản lượng. Với chiều hướng này, sản lượng dầu của Nga trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 dự kiến sẽ giảm lần lượt là 3,6, 4,1 và 4,9% so với tháng 3, phù hợp với lời hứa của Nga về việc tự nguyện giảm sản lượng. Theo Reuters, việc giảm sản lượng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Nga cho việc bảo trì theo các mùa tại các nhà máy lọc dầu. Hiện tại, nhiều nhà máy đã giảm sản lượng và ngừng hoạt động do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Câu liên quan đến thị trường năng lượng, theo báo cáo từ tờ Commission, những đợt tấn công bằng UAV của Ukraine đã khiến cho các công ty dầu mỏ của Nga phải giảm sản lượng xăng. Cụ thể, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã ảnh hưởng đến việc sản xuất xăng trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 3, khiến sản lượng kế hoạch giảm 5,2% so với tuần trước, còn 111,3 nghìn tấn cho một ngày. Được biết, sản lượng thấp nhất là 104,7 nghìn tấn được ghi nhận vào ngày 18 tháng 3. Theo tạp chí Newsweek, so với tháng 2, tổng khối lượng lọc dầu tại các nhà máy của Nga đã giảm 0,5%, con số này chưa tính đến tác động của các cuộc đình công ở Samara. Vào tuần trước, Financial Times đưa tin các quan chức Mỹ đã kêu gọi Ukraine dừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga khi hành động này có thể khiến giá dầu tăng cao và kích động Moscow trả đũa ngược lại. Tính đến thời điểm hiện tại, giá dầu Brent đã tăng 15% trong năm nay, lên khoảng 85 đô la Mỹ cho một thùng. Diễn biến này có thể gây khó khăn cho Tổng thống Joe Biden khi ông tìm cách tái tranh cử. Thomas O'Donnell, chuyên gia phân tích năng lượng ở Đức cho rằng nếu Ukraine thực sự muốn hạn chế sản lượng dầu của Nga, họ sẽ nhắm tới kho dầu nhiên liệu Novorossiysk ở phía tây biển đen và kho dầu Primorsk ở cuối hệ thống đường ống Baltic ông nói đây là hai địa điểm xuất khẩu dầu chính của nga và chúng được chứng minh là nằm trong tầm tầm kích của máy bay không người lái ngoài ra vì nằm trên biển đen nên có lẽ ukraine cũng có thể tấn công bằng tờ bay không người lái usv thực tế là đến lúc này hai địa điểm nói trên chưa bị tổn hại cho thấy sự thận trọng nhất định của người mỹ trong khi đó, đối với ngành du lịch toàn cầu, nhiều chuỗi khách sạn có thương hiệu và các khách sạn nhỏ ngày càng có mối liên kết chặt chẽ thông qua những hợp đồng nhượng quyền khi lãi suất leo thang đặt ra thách thức về chi phí. Patrick Strolles, chuyên gia phân tích quỹ đầu tư Trust cho biết, trong quá khứ, số phòng tham gia hợp đồng nhượng quyền chỉ chiếm từ 10 đến 20%, đến này, số phòng từ hợp đồng nhượng quyền lên tới gần 40%. Trong năm 2023, 40% số phòng kinh doanh của tập đoàn khách sạn Marriott International thuộc về các tập đồng nhượng quyền. Trong năm 2022, tỷ lệ này chỉ ở mức 20%. Với chủ khách sạn Accor của Pháp, số phòng từ các thương vụ nhượng quyền năm 2023 còn cao hơn với tỷ lệ 50%. Giám đốc điều hành của Marriott, Anthony Caprono nhận định, trong bối cảnh nguồn vốn tài trợ cho các dự án khách sạn bị hạn chế, sự đóng góp từ các thương vụ nhượng quyền sẽ còn tăng lên. Theo công ty chuyên thống kê về ngành khách sạn Lodging Econometrics, trong năm 2023, có khoảng 1.980 khách sạn khai trương thấp hơn nhiều so với con số 2.730 của năm 2019. Đối với các khách sạn nhỏ, nền kinh tế phục hồi cũng làm lãi suất leo thang, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn nếu muốn đáo hạn và ký hợp đồng vay mới. Jack Demers, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu khách sạn toàn cầu của GLL cho biết, khoản vay 217 tỷ đô la của các khách sạn toàn cầu sẽ đáo hạn vào năm 2025. Những khoản vay này có thể sẽ được cấp vốn với lãi suất cao hơn. Sivan Pedreta, phó chủ tịch cấp cao của công ty tài chính Avana Capital, cho biết tại Mỹ, lãi suất đối với các khách sạn không có thương hiệu từ 7 đến 9%. Theo một nghiên cứu của Đại học Cornell vào năm 2022, các khách sạn liên kết với những thương hiệu nổi tiếng có rủi ro dòng tiền thấp hơn so với các khách sạn độc lập. Do đó, xuất hiện mối quan hệ cộng sinh từ hai phía. Đối với những thương hiệu lớn, thỏa thuận nhượng quyền sẽ giúp tăng số phòng mà không cần xây cơ sở mới, khi lãi suất cao tác động mạnh đến nguồn vốn đầu tư. Trong khi đó, với các khách sạn nhỏ, hợp đồng nhượng quyền cho phép đạt được số phòng mục tiêu với chi phí thấp. Thời gian qua, các chuỗi khách sạn lớn đã tung ra nhiều thương hiệu mềm để giảm chi phí nhượng quyền, đồng thời tạo ra sự thay đổi để thu hút thêm các khách sạn độc lập. Một trong những thương hiệu theo đuổi chiến lược này là chuỗi khách sạn Hilton. Theo đó, thương hiệu Spike của Hilton được công bố vào tháng 1 năm 2023. Locaria, giám đốc điều hành của Distinctive Hospitality Group, một công ty tham gia chuỗi Spike ở bang Connecticut, cho biết Chúng tôi sẽ không bao giờ đột phá được nếu không hợp tác với Hilton. Chỉ trong vòng 2 tháng đầu tiên, hơn 45% doanh số khách sạn đến từ khách hàng thân thiết của Hilton. đi là một con số đáng chú ý. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, tại diễn đàn phát triển Trung Quốc, Bắc Kinh cam kết sẽ đối xử với các công ty nước ngoài giống như những doanh nghiệp nội địa, hướng đến mục tiêu thu hút thêm vốn và nâng cao năng lực chuyên môn. Rồi trích lời của thứ trưởng Thương mại Groh Tingting cho biết, Trung Quốc đảm bảo sự đối xử ngang bằng đối với các công ty nước ngoài để nhiều doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào Trung Quốc. Trong nhiều năm qua, các công ty phương Tây đã phàn nàn về việc bị đối xử không bình đẳng ở Trung Quốc. Các doanh nghiệp luôn phải lo ngại về những chính sách mang tính ép buộc và những lần này thay đổi chính sách mang lại rủi ro. Vì Bắc Kinh đưa ra nhiều chính sách như luật chống gián điệp và lệnh cấm xuất cảnh khiến cho dòng vốn nước ngoài giảm 8% vào năm trước. Căng thẳng địa chính trị, nổi bật nhất là những bất đồng xung quanh mối quan hệ Mỹ Trung cũng đè nặng lên tâm lý của nhà đầu tư. Vì những lý do vừa nêu, tại diễn đàn lần này, Trung Quốc cam kết sẽ bảo vệ quyền lợi của các công ty nước ngoài và hứa tạo điều kiện hơn nữa cho quá trình thâm nhập thị trường. Thứ trưởng Thương mại của tình Tình nêu rõ, Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa cho các lĩnh vực công nghiệp và tài chính cấp cao, đồng thời tạo thêm cơ hội đối với những lĩnh vực khác. Trong bài phát biểu trước đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định quốc gia này sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh hạng nhất để chào đón các doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới đến đầu tư. Được biết, hơn 100 giám đốc điều hành và nhà đầu tư nước ngoài đã có mặt tham dự diễn đàn phát triển Trung Quốc, một sự kiện được tổ chức hàng năm. Vào đầu tháng, Trung Quốc công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% trong năm nay. Chính quyền Bắc Kinh cũng tuyên bố sẽ chuyển đổi mô hình phát triển của đất nước để vượt qua những trở ngại từ cuộc khủng hoảng nợ kéo dài. Cũng liên quan đến Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh thông báo nới lỏng một số quy định đối với dữ liệu các công ty gửi ra nước ngoài. Sự thay đổi này là phản ứng để giữ lại dòng vốn khi các nhà đầu tư nước ngoài cho rằng những quy tắc về bảo mật thông tin và hạn chế xuất dữ liệu đang tạo ra quá nhiều rào cản. Cụ thể, Văn phòng Thông tin Internet Trung Quốc vừa công bố quy định về thúc đẩy và bình thường hóa luồng dữ liệu ra nước ngoài. Theo đó, khi xuất dữ liệu, các công ty không phải thực hiện các bước đánh giá an toàn nếu dữ liệu được cung cấp không bao gồm thông tin cá nhân hoặc thông tin quan trọng. Quy định này có hiệu lực ngay sau khi được công bố. Với quy định mới, việc mua sắm, vận chuyển thanh toán và xử lý thị thực ở nước ngoài không còn cần đến sự giám sát của chính phủ. Tương tự, dữ liệu liên quan đến các nhiệm vụ như mở tài khoản ngân hàng, đặt chuyến bay và khách sạn, cũng như tiến hành kiểm tra dịch vụ đều được miễn đánh giá ngay cả việc gửi dữ liệu cá nhân của nhân viên dân nước ngoài vì những lý do như thỏa thuận tập thể hoặc luật lao động cũng không còn cần được cơ quan chức năng xem xét. Tuy nhiên, dữ liệu liên quan đến cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng vẫn phải được đánh giá bảo mật. Ngoài ra, quy định mới cũng hạn chế không được gửi thông tin nhạy cảm của hơn 1.000 người dân nước ngoài trong vòng một năm. Đối với thông tin không nhạy cảm, cũng không được gửi quá một triệu dữ liệu cá nhân dân nước ngoài trong vòng một năm. Nếu vượt mức, phải trải qua quá trình đánh giá an ninh của chính quyền Trung Quốc theo thông tin từ South China Morning Post, quy định mới là bước tiến quan trọng nhằm thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc, đặc biệt khi quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19 bị chậm lại. Từ năm 2022, các biện pháp đánh giá an ninh chuyển dữ liệu ra nước ngoài đã vấp phải sự phản ứng dữ dội với yêu cầu các công ty nước ngoài báo cáo hồi hết dữ liệu kinh doanh của họ cho chính quyền Trung Quốc, gây ra tâm lý lo ngại đáng kể. Vào năm trước, vốn đầu tư nước ngoài FDI của Trung Quốc giảm 8% còn 178 tỷ đô la. Đến năm nay, vốn FDI vẫn giảm mạnh trong tháng 1 và tháng 2 với tỷ lệ gần 20%. Tại đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc vào đầu tháng, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh rằng các quy định xung quanh việc xuất khẩu dữ liệu đang đóng vai trò là giao cản đầu tư, khiến các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng rời xa Trung Quốc. Chuyển sang thông tin trong nước, Hà Nội công bố học phí năm nay với mức thu giảm một nửa so với nghị định năm 2022. Theo VnExpress, nội dung trên được nêu trong dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội công bố vào ngày 25 tháng 3. Cụ thể, học phí năm học 2023-2024 dự kiến có 6 mức. Trong đó, bậc tiểu học được miễn học phí, tuy nhiên Hà Nội đưa ra khung để làm căn cứ thực hiện các chính sách hỗ trợ cho học sinh. Khi học trực tuyến, các trường công thu 75% học phí theo mức đã ban hành, nếu học trực tiếp và trực tuyến trong cùng tháng, hình thức học nào trên 14 ngày thì thu học phí theo hình thức đó. Trẻ mầm non học ít hơn 14 ngày trong vòng 1 tháng thì chỉ cần nộp một nửa học phí, học trên 14 ngày phải nộp đủ. Một học phí dự kiến này bằng với học phí của năm 2021 nhưng giảm gần một nửa so với năm 2022. Hai năm trước, học phí công lập theo nghị định 81 của chính phủ từ 50.000 đến 300.000 đồng cho một tháng. Tuy nhiên, đánh giá đời sống của người dân còn khó khăn sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Hà Nội chi hơn 1.000 tỷ đồng để hỗ trợ nên số tiền thực đóng của phụ huynh không tăng sang năm 2023, Hà Nội vẫn áp dụng khu học phí này nhưng dừng chính sách hỗ trợ. Đến cuối tháng 12 năm 2023, Chính phủ điều chỉnh Nghị định 81 yêu cầu đối với bậc mầm non và phổ thông công lập. Trần học phí của các trường chưa tự đảm bảo chi thường xuyên sẽ áp dụng học phí như năm học 2021-2022. Theo đó, thành phố ước tính tổng học phí thu theo mức dự kiến khoảng 1.511 tỷ đồng, giảm 1.279 tỷ đồng so với mức trước đó. Để đảm bảo kinh phí hoạt động cho các trường khi điều chỉnh học phí, ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo tương ứng khoảng 1.279 tỷ đồng. Tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ. Năm học này, Hà Nội có khoảng 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông đông nhất cả nước. Ngoài Hà Nội, hầu hết các địa phương phải điều chỉnh khung học phí đã thông qua năm ngoái. Một số tỉnh thành miễn toàn bộ học phí phổ thông là Quảng Bình, Hải Phòng và Đà Nẵng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, học sinh được miễn học phí đến cấp trung học cơ sở liên quan đến sự cố công ty chứng khoán VnDirect bị tấn công mạng và chưa thể phục hồi, ủy ban chứng khoán yêu cầu các công ty khác cùng ra soát vấn đề bảo mật hệ thống. Theo VinExpress, văn bản được ủy ban chứng khoán gửi tới từng thành viên thị trường yêu cầu giả soát, kiểm tra ngay các phương thức bảo mật hệ thống, đặc biệt là hệ thống giao dịch chứng khoán kết nối mạng để kịp thời khắc phục các lỗ hỏng bảo mật nếu có. Trong trường hợp công ty phát hiện các dấu hiệu mất an toàn bảo mật chủ động, tập trung nguồn lực để xử lý khắc phục. Ủy ban chứng khoán cho biết và đề nghị các công ty khẩn trương giả soát, báo cáo kết quả kiểm tra, phương án khắc phục trước ngày 1 tháng 4. Trước đó, vào ngày 24 tháng 3, VN Direct cho biết toàn bộ hệ thống bị tấn công bởi một tổ chức quốc tế dẫn đến toàn bộ nền tảng giao dịch bị tạm thời dừng hoạt động. Đến sáng nay, ngày 26 tháng 3, sau 2 ngày gặp sự cố, website của công ty hiện vẫn chỉ thông báo về sự cố, các nền tảng giao dịch chưa thể truy cập. Trong thông cáo phát đi vào sáng ngày 25 tháng 3, VN Direct cho biết đang làm việc với những đối tác là các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, cũng như phối hợp xử lý cùng Cục An ninh mạng A05 và Phòng An ninh mạng Công nghệ cao PA05. Toàn bộ thông tin và tài sản của khách hàng đều được đảm bảo trạng thái an toàn, không ảnh hưởng bởi sự cố tấn công, VN Direct cho biết thêm. Ngay trong ngày 25 tháng 3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đều thông báo ngắt kết nối giao dịch từ xa và trực tuyến với VN Direct việc ngắt kết nối sẽ được thực hiện cho đến khi công ty khắc phục được hoàn toàn sự cố. Các thành viên khác vẫn kết nối và giao dịch bình thường. Sau khi VN Direct thông báo hệ thống bị tấn công, các công ty thành viên liên quan cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Tổng công ty bảo hiểm Biu PTI cho biết hệ thống bị tấn công từ sáng ngày 24 tháng 3. Trong khi đó, website của tập đoàn đầu tư IPA và IPAAM không thể truy cập. Được biết, chứng khoán VN Direct được thành lập vào năm 2006 là một trong những thành viên lớn nhất thị trường. Năm 2023, công ty này đứng thứ ba về thị phần môi giới trên sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh, quy mô thị phần chỉ đứng sau SSI và VPS. Đến cuối năm 2023, tổng tài sản của công ty đạt hơn 41.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 12.100 tỷ. Hiện viên directs quản lý hơn 83.000 tỷ đồng tài sản các khoản phải trả cho khách hàng. Chuyển sang thông tin về lĩnh vực du lịch các công ty lữ hành ở thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị tung ra các tour dịp hè. Tuy nhiên, không dễ để triển khai các sản phẩm kích cầu khi giá vé máy bay duy trì ở mức cao. Báo Lao động vào ngày 26 tháng 3 đưa tin Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo về ngày hội du lịch 2024. Theo đó, ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 4 tại công viên 23 tháng 9 quận 1 với chủ đề 20 năm hành trình sống động. Chương trình với thông điệp Welcome to Ho Chi Minh City sẽ có hơn 100 gian hàng tham gia, trong đó có 43 gian hàng đến từ các tỉnh thành khác. Theo Sở Du lịch, sự kiện sẽ đánh dấu cột mốc đặc biệt 20 năm quảng bá hình ảnh con người, bản sắc và văn hóa, hoạt động ẩm thực đặc trưng của thành phố. Đây cũng là cơ hội để các công ty du lịch kích cầu trong dịp hè. Mặc dù vậy, theo nhiều công ty du lịch, việc triển khai tour kích cầu trong dịp cao điểm hè 2024 là không dễ bởi giá vé máy bay tăng cao, nhất là đối với các tour nội địa sử dụng đường bay. Theo bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, du lịch nội địa đang có sự cạnh tranh gai gắt từ giá cả đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đây là thực tế và các doanh nghiệp luôn tràn trở để ứng phó với giá máy bay bay ngày càng tăng. Các doanh nghiệp đang xây dựng tour tuyến mới theo hướng tăng lộ trình đi bằng xe chất lượng cao. Ngoài ra cũng có thể kết hợp đi máy bay với tàu hỏa và ô tô trả lời phỏng vấn của báo Lao động, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với các hãng hàng không, cơ quan quản lý về hàng không để nắm bắt thông tin, kịp thời đưa ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành. Việc giá về máy bay tăng cao liên quan đến khó khăn của ngành hàng không do thiếu máy bay. Do đó, một số phương pháp có thể được triển khai là tăng tần suất bay và tăng chuyến bay đêm. Đến thời điểm hiện tại, đã có gần 400 sản phẩm từ các công ty lữ hành, các cơ sở lưu trú, các cơ sở kinh doanh dịch vụ tham gia chương trình ngày hội du lịch với nhiều chính sách khuyến mãi, giá cả ưu đãi lên đến 50%. Liên quan đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, Quảng Ngãi đang bước vào vụ thu hoạch ớt với tổng diện tích 1.430 ha. Tuy nhiên, giá ớt tươi chỉ còn 9.000 đồng cho 1 kg, khiến nông dân lỗ nặng. Theo thống kê từ Sở Nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh trồng khoảng 1.430 ha ớt. Đây cũng là một trong những địa phương có diện tích trồng ớt lớn nhất cả nước. Nông dân tỉnh này đang bước vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, giá ớt hiện tại chỉ còn 9.000 đồng cho 1 kg, khiến nhiều người bị lỗ nặng. Được biết Trung Quốc là thị trường tiêu thụ ớt chủ yếu của Việt Nam, vì vậy năm nào thị trường này tiêu thụ mạnh thì người trồng ớt có lãi và ngược lại. Biết là bấp bênh về đầu ra, nhưng với tâm lý cầu may, nhiều nông dân vẫn trồng ớt. Trước đây có năm giá ớt 40 đến 50 000 đồng cho 1 kg thì lại lớn, tuy nhiên liên tục những năm gần đây giá ớt rất thê thảm nên người trồng thu ớt thua lỗ. Một người dân ở huyện Từ Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vụ năm nay gia đình ông trồng 400 m vuông ớt. Thời tiết năm nay thuận lợi để cây ớt phát triển, trái ớt rất đỏ, đẹp. Bình quân trên diện tích này có về thu về hơn 900 kg ớt, nhưng giá ớt thấp, không đủ bù tiền phân và giống. Hiện tại gia đình ông không dám thuê người hái như mọi năm vì không đủ tiền trả công. Người này cũng cho biết giá ớt phải ở mức 15.000 đồng một kg thì nông dân mới trang trải đủ các chi phí và trả công người hái. Còn muốn có lời thì giá ớt dao động từ 20 đồng đến 30 000 đồng cho một kg. Theo các nông dân tại cánh đồng Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà, chi phí đầu tư mỗi sào ớt khoảng 5 triệu đồng, sản lượng thu hoạch khoảng 1 tấn, Chi phí ngày công trả cho người hái ớt thuê từ 200.000 đến 250.000 đồng trong một ngày. Với giá chỉ 9.000 đồng cho 10 kg thì thu nhập sau đầu tư chỉ vừa đủ vốn bỏ ra, nông dân không có lãi. Do vậy, dù vào vụ thu hoạch nhưng trên cánh đồng vẫn rất vắng người hái ớt. Không chỉ ở huyện Tư Nghĩa mà những ngày này nông dân ở thành phố Quảng Ngãi, huyện Mộ Đức, Sơn Tịnh, Bình Sơn cũng tất bật ra đồng thu hoạch ớt. Dẫu biết không có lãi nhưng nhiều nông dân không nỡ bỏ ớt chín rộ ngoài đồng trả lời phóng viên báo lao động. Một nông dân trồng cho biết, Đó tôi vừa bán được khoảng một tạ ớt với giá chỉ 9.000 đồng cho một kg, thu chưa đủ 1 triệu đồng. Năm nay giá ớt giảm khiến nông dân rất lo lắng và thấp thỏm. Nếu thời tiết thuận lợi, vụ thu hoạch ớt sẽ kéo dài đến tháng 5 và tháng 6. Ngược lại, nếu nắng nóng sớm, trái ớt có khả năng bị nám và hư hỏng thì phải phá bỏ để chuyển sang trồng rau màu. Để tiêu thụ ớt cho nông dân, hiện nay các tư thương thu mua ớt tươi về cấp đông, chờ thị trường Trung Quốc tiêu thụ ớt mạnh trở lại và đang tìm kiếm thị trường mới như Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, các thị trường mới yêu cầu chất lượng sản phẩm cao, quy trình kiểm định nghiêm ngặt và số lượng tiêu thụ ít hơn nhiều so với thị trường Trung Quốc. Về thị trường dành riêng cho sản phẩm ớt, theo Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, Thương vụ đã nhận được thư từ Bộ An toàn Thực phẩm thông báo về việc tái chỉ định các thực phẩm nhập khẩu phải kiểm tra khi vào Hàn Quốc. Theo đó, nhiều nâng cao nhận thức về trách nhiệm an toàn thực phẩm của các nhà nhập khẩu và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, Bộ An toàn Thực phẩm Hàn Quốc thông báo sẽ ra hạn lệnh kiểm tra theo Điều 22 của Đạo luật đặc biệt về kiểm soát an toàn thực phẩm và theo quy định về lệnh kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu. Cụ thể, Bộ An toàn Thực phẩm Hàn Quốc MFDS thông báo tái kiểm tra do một số mặt hàng này có tỷ lệ không phù hợp cao hoặc có nguy cơ gây hại. Đối với sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam, mặt hàng thực phẩm cần kiểm tra là ớt cay và hạng mục cần kiểm tra là dư lượng 7 loại thuốc trừ sâu. MFDS sẽ gia hạn lệnh kiểm tra đến tháng 3 năm 2025 thay vì tháng 3 năm 2024 như quyết định trước đó. Ngoài ra, cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh Hàn Quốc có ý định nhập khẩu thực phẩm theo lệnh kiểm tra phải nộp báo cáo thử nghiệm do các phòng thí nghiệm được MSDS phê duyệt cấp khi khai báo nhập khẩu. Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cũng vừa thông báo về việc đảo Đài Loan tăng cường giám sát ớt và sản phẩm từ ớt nhập khẩu. Theo cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Đài Loan TFDA, đây là một trong những biện pháp quản lý nông sản được nhập khẩu từ Đài Loan triển khai từ tháng này khi TFDA qua kiểm tra phát hiện chất phụ gia thuốc nhuộm gây ung thư trong bột ớt do một công ty ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc cung cấp. Bột ớt của công ty này đã được 10 nhà chế biến thực phẩm ở Đài Loan sử dụng để chế biến snack tôm và các sản phẩm khác. Vụ việc làm dấy lên làn sóng lo ngại về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tại Đài Loan khi các sản phẩm bột ớt nhập khẩu chứa chất phụ gia đã được nhiều loại doanh nghiệp thực phẩm sử dụng để chế biến thành bột ớt, dầu ớt và nhiều sản phẩm khác. Thông báo của TFDA cũng cho thấy, kể từ cuối tháng 2 đến nay, Đài Loan đã ra các xác lệnh hạn chế dừng kiểm hóa thông qua nhập khẩu đối với mặt hàng ớt và sản phẩm từ ớt đối với 21 doanh nghiệp Trung Quốc, một doanh nghiệp xuất khẩu ớt Việt Nam và Đài Loan cùng một doanh nghiệp Thái Lan và một doanh nghiệp Mexico cũng bị áp dụng lệnh hạn chế nói trên. Theo Tổng cục Hải quan, trong năm 2023, ớt Việt Nam xuất khẩu đạt 72 triệu đô la, tăng 34,5% so với năm 2022. Trong nhóm hàng rau củ xuất khẩu, ớt là mặt hàng quan trọng nhất, chiếm 25,9% về giá trị, vượt xa so với mặt hàng cùng nhóm như khoai lang và súp lơ. Cũng liên quan đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, trong thập niên qua, Việt Nam vươn lên ngoạn mục trong chuỗi cung ứng nội thất toàn cầu, trở thành nhà sản xuất đồ nội thất lớn thứ 6 thế giới. Trong năm 2023, ngân gặp nhiều khó khăn nhưng diễn biến năm 2024 mang đến những tín hiệu lạc quan. Hãy tìm hiểu bức tranh toàn ngành cùng chuyên mục phóng sự kinh tế ngay sau đây. Theo bài viết trên trang tin VN Economy, trong năm 2023, xuất khẩu ngành gỗ của Việt Nam chỉ đứng sau 5 nhà sản xuất, bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Italy, Đức và Ấn Độ. Gỗ và sản phẩm gỗ là mặt hàng duy nhất trong nhóm ngành nông lâm thủy sản mang về hơn tỷ đô la ngay trong tháng đầu năm 2024 với giá trị 1,5 tỷ đô la. Tính chung cả hai tháng qua, kim ngạch xuất khẩu ngành đạt 2,4 tỷ đô la, tăng gần 44%. Đây là chuyển biến tích cực sau khi ngành gỗ chỉ đạt kim ngạch xuất khẩu 14,3 tỷ đô la trong năm 2023, giảm 15,8% so với năm 2022 và không đạt mục tiêu 17,5 tỷ đô la đặt ra. Năm 2024, ngành đặt lại mục tiêu 17,5 tỷ đô la trong bối cảnh xuất hiện các tín hiệu lạc quan từ Mỹ, thị trường chiếm hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu của ngành mới đây các địa phương có sản lượng gỗ xuất khẩu lớn nhất là Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh vừa liên kết tổ chức hội trợ xuất khẩu đồ gỗ và nội thất Hào Qua Expo 2024. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng kể từ sau tết nguyên đán 2024 đến nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hai hội trợ quốc tế ngành chế biến gỗ và nội thất. Ghi nhận trong suốt 6 tháng quảng bá toàn cầu, Hawa Expo 2024 nói riêng và thương hiệu sản phẩm gỗ nội thất Việt đã phủ sóng tại 100 quốc gia, xuất hiện trên 15.000 bản tin bằng 20 loại ngoại ngữ, tất cả các nhóm báo chuyên ngành quốc tế. Như đó, bên cạnh các thị trường quen thuộc như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc, khách hàng đến từ Úc là một cơ hội mới. Ngoài ra, thị trường Trung Đông thực sự rất tiềm năng. Ông Nguyễn Võ Nam Việt, Giám đốc Công ty An Việt Thịnh, Furniture nhận định. Đến lúc này, đa phần các doanh nghiệp ngành gỗ nội thất cho biết đã có đơn hàng lên đến tháng 4, một số có đơn hàng đến tháng 9. Theo ông Võ Xuân Thuyên, giám đốc điều hành Trần Đức Holmes, nhà máy tại Bình Dương của công ty ông đã ký đơn hàng nhà gỗ lắp ghép đến tháng 6 năm 2024. Thị trường Mỹ và Canada hứa hẹn là mảnh đất màu mỡ. Tại Canada, nhu cầu nhà ở đang rất lớn. Chúng tôi đang chuẩn bị mở rộng nhà máy thêm 12 ha để nhận làm thêm đơn hàng, ông Thuyên chia sẻ. Theo ông Nguyễn Tránh Phương, giám đốc công ty Danh Mộc, lãi suất tại Mỹ đi ngang và có chiều hướng giảm, giúp lãi suất vay thế chấp hạ nhiệt, góp phần làm giảm thị trường bất động sản ấm lên. Đây là tín hiệu tốt cho đồ nội thất. Nếu không có biến động quá lớn về địa chính trị thì đến tháng 4 và tháng 5, thị trường xuất khẩu sẽ tăng tốc. Ngoài ra, một số thị trường khác cũng đang có nhiều triển vọng, đơn cử như xuất khẩu sang Hà Lan trong tháng 1 năm 2024 tăng gấp đôi, hay như xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ tăng 250% so với năm ngoái. Thị trường Trung Đông cũng rất hấp dẫn nếu doanh nghiệp có mặt hàng hợp thị hiếu và quan hệ tốt, ông Phương dự báo theo ông nguyễn quốc khanh chủ tịch hội trợ hoa expo để tận dụng thời cơ phục hồi các doanh nghiệp đang tăng tốc tiếp thụ và củng cố năng lực thiết kế thỏa hiệp với danh sưng công xưởng gia công quốc tế là tư duy cần được gạt bỏ tận dụng thời điểm việt nam đang thu hút sự chú ý từ toàn cầu cùng hàng loạt các nhà máy mới được khởi công năm nay cần phải phô diễn thực chất năng lực hiện nay của ngành Bên cạnh đó, đại diện Hà Hoa cho biết thời gian qua, doanh số thương mại điện tử, hàng nội thất và thủ công mỹ nghệ Việt Nam tăng trưởng vượt bậc. Điều này cho thấy việc tham gia các sàn thương mại điện tử là một hướng đi mới đối với các doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam. Theo bà Nguyễn Thành Yến My, quản lý tài khoản cấp cao của Amazon Global Selling Việt Nam, thương mại điện tử ngành nội thất của Mỹ dự báo sẽ tăng mạnh trong 4 năm tới và có thể đạt 118,6 tỷ đô la vào năm 2027. Hiện các sản phẩm nội thất từ Việt Nam như kệ để giày, khung giường, tủ quần áo, bàn làm việc gấp gọn, kệ nhà bếp, kệ phòng tắm, sản phẩm quà tặng cá nhân hóa đang bán rất tốt trên các sàn thương mại điện tử tại đây. Tuy nhiên, các nhà sản xuất trong nước cần lưu ý ưu tiên các sản phẩm có thể tháo rời và lắp ráp dễ dàng, có kích thước nhỏ gọn, dễ đóng gói và vận chuyển. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung chương trình bản tin kinh tế ngày hôm nay. Những thông tin đáng chú ý sẽ được gửi đến quý vị qua các buổi phát sóng tiếp theo. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại! thank you